Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 94. Vừa dứt lời, một thiếu nữ nhà họ Ngư vội vã chạy vào, báo. Gia chủ, thám tử gửi thư mật về. Ngư Thất Tình tiến lên một bước, mở thư mật ra xem. Đôi mắt không ngừng dao động, không nhịn được quay đầu nhìn lão tổ nhà họ Ngư, lão tổ, ông đúng là thần. Hơn ngàn tông môn thế lực như Trấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các cùng tổ thành liên minh diệt Diệp. Thái Dương Tông xong thật rồi, anh Diệp cũng, dừng một chút, chết chắc rồi. Lão tổ nhà họ Ngư mỉm cười, bây giờ cô còn cảm thấy, ban đầu lão phu muốn nhà họ Ngư vạch rõ ranh giới với Diệp Bắc Minh là chuyện xấu không? Lão tổ nhìn xa trông rộng. Ngư Thất Tình mừng thầm kính phục gật đầu, nếu không phải lão tổ khi cần giải quyết thì dứt khoát, hôm nay với tình hình này. Một khi để người khác biết quan hệ giữa nhà họ Ngư và Diệp Bắc Minh, sợ rằng nhà họ Ngư cũng sẽ khó thoát kết cục bị diệt tộc. Ha ha ha! Lão tổ nhà họ Ngư cười lắc đầu, con đường của cô còn dài, xem nhiều, học nhiều. Tránh xa kẻ nguy hiểm, hành sự thận trọng cẩn thận, đây là thủ đoạn của nhà họ Ngư đứng trên mảnh đất Bát Diệt. Chỉ là Diệp Bắc Minh, thực sự đáng tiếc. Diệp Bắc Minh còn chưa biết chuyện các đại tông môn liên thủ với nhau. Sau khi anh rời khỏi rừng rậm tinh hồn, trực tiếp về đến Thái Dương Tông. Tiểu sư đệ về rồi. Tôi đã nói tiểu sư đệ không sao mà phải không, ấy. Liền sau đó, bề ngoài cơ thể Diệp Nặc hiện lên phù văn, khẽ lay động mấy cái rồi mở mắt. Bố, bố đi đâu đấy? Con muốn ô mồ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Anh và con gái vẫn chưa thân thiết mà lại muốn mình ôm ư. Không nghĩ nhiều, giang rộng hai tay ôm về phía con gái. Bỗng nhiên, một luồng khí kình vô cùng cường mạnh lướt qua trên cổ của Diệp Bắc Minh, phụt một tiếng máu tươi chảy ra. Cả người Diệp Bắc Minh bay ngược ra đập mạnh xuống đất. Tiểu sư đệ, Bắc Minh, mọi người đều rất kinh ngạc, mau chóng xông đến, Đông Phương Xá Nguyệt hơi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Nặc, Nặc Nhi, con đang làm gì thế hả? Sao có thể ra tay với bố của con? Bố, trong cổ họng của Diệp Nặc phát ra một giọng nói vô cùng khàn khàn, thần hồn của bản tọa đang ở yên ổn trong bản nguyên ma thể, qua một thời gian nữa tôi đã có thể hoàn toàn nuốt chửng thần hồn của cô bé này. Hoàn hoàn chiếm chữ cơ thể này. Không ngờ các người lại có được tinh hồn thảo. Vọng tưởng muốn tìm về thần hồn đã tổn hại của nó. Chỉ tiếc là thần hồn của nó đã bị tôi nuốt chửng một phần, các người không thể nào tìm về được đâu. Diệp Bắc Minh đứng lên với sắc mặt lạnh như băng, vị trí trên cổ xuất hiện một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Trong đôi mắt Diệp Nặc lóe lên vẻ ngạc nhiên, ấy. Đòn vừa nãy của bản tọa có 7 phần sức mạnh, cậu lại chưa chết. Không đúng. Không có thứ gì chặn được sức mạnh của bản tọa. Xương Chí Tôn, trên cổ của mày lại có một chiếc xương Chí Tôn. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh đầy tức giận, bất kể ông là thứ gì, cút ra khỏi cơ thể của con gái tôi. Bước ra một bước, trực tiếp đi về phía Diệp Nặc. Diệp Nặc dừng tại chỗ bất động, đợi khi Diệp Bắc Minh tấn công đến, liền hòa khóc một tiếng, hu hu hu, bố đừng đánh con, Nặc Nhi đã làm gì việc gì. Nặc Nhi. Diệp Bắc Minh lập tức thu tay lại. Hu hu, tay của Nặc Nhi đau quá. Nặc Nhi, mấy sư tỷ mềm lòng. Diệp Nặc tìm được cơ hội, đột nhiên bùng phát. Phập, phập, phập. 7 sư tỷ phun ra ngụm máu tươi, bị đánh bay đi. Diệp Bắc Minh nhân cơ hội dùng ảnh thuấn, tóm lấy hai tay hai chân của Diệp Nặc, cút ra khỏi cơ thể của con gái tôi. Hu hu, bố ơi, bố làm con đau. Nặc Nhi đau quá. Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt đau lòng. Lần này, bất luận Diệp Nặc cầu xin thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng, không hề động lòng, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi cơ thể con gái tôi. Nếu không, tôi sẽ cho ông thần hồn tiêu tan. Tôi chỉ đếm đến ban, Diệp Nặc thấy cầu xin vô ích, lập tức cười, ha ha ha, bản tọa không tin người dám. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Thấy Diệp Bắc Minh bắt đầu đếm thật, sắc mặt của Diệp Nặc sầm xuống. Mà có tin một ý nghĩa của bản tọa, thì có thể cho con gái mày thần hồn tiêu tan không? Diệp Bắc Minh tiếp tục nhả ra một chữ. Liền sau đó, cuối cùng Diệp Nặc cảm nhận được sát ý khủng bố của Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Nặc ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng. Thần hồn trong cơ thể có một ảo giác, nếu còn không rời khỏi cơ thể của cô bé này, chắc chắn sẽ phải chết cùng cô bé này. Điên rồi, tên nhóc này điên rồi.
lại dám giết cả con gái ruột của mình. Soạt, một thần hồn màu đen xông ra, trực tiếp rời khỏi cơ thể của Diệp Nặc, đụng vỡ bức tường chạy ra ngoài phòng. Diệp Bắc Minh trực tiếp thu tay lại, sát ý đáng sợ gần như dính sát lướt qua cơ thể của Diệp Nặc. Bảo vệ tốt con gái, ném con gái cho Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước đuổi theo thần hồn màu đen đó, kiếm càn khôn chấn ngục nghiền áp xuống. Gru, một con huyết long xông ra hầm hầm đập lên thần hồn màu đen. Thần hồn màu đen kêu thảm một tiếng, lăn lộn muốn tháo chạy. Diệp Bắc Minh sử dụng ảnh thuấn xuất hiện ở phía trước. Tấn công ra một quyền. Phập, thần hồn màu đen ngã xuống đất, kiếm càn khôn chấn ngục trực tiếp giáng xuống. Nó sợ đến liên tục cầu xin, đợi đã, đừng giết tôi. Tôi là chủ U Minh, biết rất nhiều bí mật của giới U Minh, cậu giết tôi, chắc chắn là tổn thất to lớn của cậu. Quả nhiên, kiếm càn khôn chấn ngục dừng lại, chủ U Minh, Diệp Bắc Minh cau mày. Chín vị sư tỷ đi theo ra, nghe thấy cái tên chủ U Minh, vẻ mặt liền biến sắc, ông thực sự là chủ U Minh. Thần hồn màu đen hóa thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên. Vô cùng hư yếu. Cơ thể trong suốt, dường như chỉ một cơn gió thổi qua thì có thể tiêu tan như làn khói. Đúng thế. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh nhạt, ông là chủ U Minh, tại sao thần hồn lại ở trong cơ thể con gái tôi? Ông cũng xứng. Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người, chủ U Minh lại biết tin tức của bố mẹ mình. Từ sau khi bố mẹ chủ động rời đi, anh cũng không nghe đến tin tức của hai người. Nói. Rốt cuộc là thế nào? Chủ U Minh giải thích, cậu muốn tôi nói chuyện nào? Diệp Bắc Minh lên tiếng, nói thần hồn của con gái tôi trước đi. Chủ U Minh vội gật đầu, thần hồn của con gái cậu đang ngủ say ở sâu trong thức hải, lúc tôi tiến vào cơ thể của cô bé, đúng là muốn nuốt chửng thần hồn của cô bé. Nhưng thần hồn của cô bé quá cường mạnh, tôi không thể nuốt chửng nổi. Ngược lại tôi còn suýt bị thần hồn của cô bé nuốt chửng. Nếu không phải lúc cuối cùng thần hồn của con gái cậu bỗng rơi vào giấc ngủ say, có lẽ tôi thực sự thua rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, không thể nào, con gái tôi mới một tuổi, thần hồn làm sao có thể cường mạnh hơn ông. Chủ U Minh trầm mặc, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, nếu trong cơ thể của con gái cậu là thần hồn luân hồi thì sao? Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người, chín vị sư tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt cũng quay sang nhìn nhau. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến ảo bất định, tiểu tháp, con gái tôi là người luân hồi ư. Tháp càn khôn chấn ngục suy nghĩ một lát sau mới nhả ra một câu, cậu nhóc, trên người con gái cậu đúng là có một tầng khí tức thần bí. Trước đây bản tháp vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, bản tháp thực sự không nhìn thấu được cô bé. Vấn đề thứ hai, ông từng gặp bố mẹ tôi ư, Diệp Bắc Minh nheo mắt, tiếng rồng gầm trong kiếm càn khôn chấn ngục vang lên không dứt, nếu có một câu giả dối. Tôi bảo đảm lập tức cho ông thần hồn tiêu tan. Chủ U Minh ngẩng đầu, tôi không chắc chắn hai vợ chồng đó là bố mẹ của cậu, nhưng có một người phụ nữ trong đó trông vô cùng giống cậu. Người đàn ông đó không phải là loài người, trong cơ thể ông ta có huyết mạch ma hoàng. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ sáng lên, tiểu sư đệ và chủ mẫu đúng là trông vô cùng giống nhau. Đúng thế, bố của tiểu sư đệ cũng có huyết mạch thần hoàng. Mấy sư tỷ gật đầu theo. Diệp Bắc Minh cau mày, ông từng gặp bố mẹ tôi. Họ đang ở đâu, chủ U Minh trả lời, lúc đó thần hồn của tôi trốn trong một tế đàn hấp thụ năng lượng trời đất, bố mẹ của cậu hình như đang tìm thứ gì đó. Lúc đó đi qua tế đàn, dừng lại hồi lâu, tôi mới nhớ kỹ bọn họ. Đúng rồi, nhìn bọn họ có vẻ như bị người ta uy hiếp. Diệp Bắc Minh nheo mắt, ông nói cái gì? Chủ U Minh gật đầu khẳng định, có một thanh niên dẫn theo một đám người. Hình như ra lệnh cho bố mẹ của cậu tìm thứ gì đó. Cụ thể là thứ gì, tôi cũng không biết. Nếu không tin, cậu tự xem đi, vừa dứt lời, thần hồn của chủ U Minh dao động. Ông ta tái hiện lại hình ảnh trong ký ức. Hình ảnh tái hiện hơi tối, có thể nhìn ra là một tế đàn nằm sâu trong thung lũng thần bí. Có mái nhà ông lão, mười mấy người đàn ông trung niên theo phía sau một thanh niên. Đám người phía trước nhất. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam khập khiễng bước đi, tinh thần còn có chút yếu đuối. Bố, mẹ, Diệp Bắc Minh hơi kích động. Trong hình ảnh, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam phát hiện ra tế đàn rồi lập tức tiến lên kiểm tra một lượt, không có thu hoạch gì. Thanh niên phía sau có chút mất kiên nhẫn, khóe miệng giật giật. Vì là hình ảnh tái hiện, nên không có âm thanh.
nhưng Diệp Bắc Minh có thể nhìn ra qua khẩu hình, thanh niên đó nói, còn không tìm được thứ đó, các người sẽ chết rất khó coi. Rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc anh đang buồn bực, một bóng hình hoảng hốt xông vào, thục quỳ xuống đất, chủ nhân, xảy ra. Chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh lo lắng cho an nguy của bố mẹ, cho nên đôi mắt đầy tia máu. Tiêu Vô Tướng ngẩn người, vội vàng nói, ở cửa có rất nhiều người đến, vô cùng đông người. Họ tự xưng là liên minh diệt Diệp, nói gì mà tông chủ cậu vô nhân đạo, giết người vô tội bừa bãi, sát hại vô số. Hơn ngàn tông môn liên thiệp lại, muốn diệt Thái Dương Tông chúng ta. Còn nói gì mà thiên hạ đệ nhất sát tông chỉ là hư danh, muốn chúng ta thành thiên hạ đệ nhất diệt tông. Ông ta nuốt nước miếng bổ sung một câu, chủ nhân, cậu mau đi đi. Cô Chu và cô Vương đang ở cổng, sợ là không ngăn được nhiều người như vậy. Cái gì, vẻ mặt chín sư tỷ biến sắc. Diệp Bắc Minh vốn đang tức đến tận đỉnh đâu, trong lúc sát tâm sôi sục lại còn có người dẫn xác đến. Trực tiếp đi về phía cổng của tông môn. Lúc này, bên ngoài cổng Thái Dương Tông, người đông nghìn nghịt, lá cờ của các tông môn bay phấp phới. Dưới mặt đất, trên không trung khắp nơi đều là người, hơn ngàn tông môn tập trung bên ngoài Thái Dương Tông. Ngoại trừ những tông môn này, còn có rất nhiều tông môn hạng 2 hạng 3 đến xem kịch vui. Dưới sự kiện hoàng chánh, chỉ thấy nhấp nhô đầu người. Hàng triệu người la liệt chen chúc nhau như con kiến. Vãi, đông người thế. Thái Dương Tông đã chọc giận tất cả rồi. Hôm nay Thái Dương Tông coi như xong đời rồi, cho dù 10 thần hoàng lần trước lại xuất hiện cũng không bảo vệ được Thái Dương Tông. Còn chẳng phải Diệp Tông chủ đó sát tâm quá nặng, chú sát hơn 100 gia tộc đã khiến trời giận người oán sao. Cô lại còn dám phản bội lục đạo thần tông, lập tức quỳ xuống cho tôi. Tự phế cảnh giới, dập đầu một vả cái về hướng liệt tổ liệt tông thần cung lục đạo. Cho đến khi liệt tổ liệt tông của thần cung lục đạo hiển linh, tha thứ cho phản đồ nhà cô mới thôi. Nếu không, cô quỳ ở đây đến chết cho tôi. Nhìn thấy người phụ nữ, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, cúi đầu, sư phụ, xin lỗi. Còn không quỳ xuống, người phụ nữ thét dài một tiếng, giống như đánh đòn cảnh cáo. Cơ thể Chu Nhược Giai run lên, sắp quỳ xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, bắt người phụ nữ của tôi quỳ. Bà cũng xứng hải. Một bóng người xông ra, đứng bên cạnh ôm lấy Chu Nhược Rêu. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, Chu Nhược Giai dường như đã có chỗ dựa. Ý định quỳ xuống liền biến mất, Diệp Bắc Minh hồ. Người phụ nữ trung niên sầm đôi mắt, Vương Bình Ngô tôi dạy bảo đệ tử, liên quan gì đến cậu? Chu Nhược Giai, cô còn ngây ra đó làm gì, còn không quỳ xuống. Diệp Bắc Minh cười, bảo vệ Chu Nhược Giai phía sau, tôi là chủ của Thái Dương Tông. Chu Nhược Giai là vợ của tôi. Cũng là phu nhân tông chủ của Thái Dương Tông, bảo phu nhân tông chủ của Thái Dương Tông quỳ ư. Bà thật to gan, tôi thấy bà nên quỳ trước đi. Dứt lời, Diệp Bắc Minh lại trước tiếp bước ra một bước. Khoảnh khắc rời khỏi trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông, rất nhiều thần niệm khóa chặt anh. Vương Bình cô ngẩng đầu với đôi mắt đỏ bừng, tôi là trưởng lão của thần cung lục đạo, còn là sư phụ của Chu Nhược Rêu. Cậu đối xử với tôi như vậy, không sợ bị trời đánh hả? Còn dám sủa hả, dập đầu. Diệp Bắc Minh lướt nhìn bà ta một cái, năm ngón tay ép xuống. Đầu của Vương Bình cô đập xuống đất, phát ra tiếng phập bức bối. Lại đang dập đầu thật. Diệp Bắc Minh, cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Vương Bình cô xấu hổ tức giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai, cô nhìn sư phụ của mình bị người khác ức hiếp. Chẳng lẽ không có chút phản ứng nào sao? Cô phản bội tông môn, đó là bất trung. Cô ức hiếp sư diệt tổ, đó là bất hiếu. Loại bất trung bất hiếu như cô. Chu Nhược Giai hơi khó xử, đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, ồn ào. Giơ chân giẫm lên đầu của Vương Bình cô, khiến miệng bà ta lún xuống sâu dưới đất. Không thốt ra được một câu. A, à, Vương Bình cô điên cuồng gào thét, lại không thể nói được. Miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư ư, vô cùng ấm ức. Bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên, Diệp Bắc Minh, thả sư phụ của tôi ra, nếu không tôi giết cô ta. Cô ta ở trong tay con, vi sư sẽ an toàn hơn. Nói xong, Vương Bình cô khó khăn ngẩng đầu, tôi nói đúng không? Diệp Tông Chủ, Thiên Thần, đồ nhỉ tốt của ta, bây giờ vi sư đếm đến ban.
Nếu Diệp tông chủ này không thả vi sư, con đừng do dự, lập tức giết con tiện nhân mà con bắt. Vương Thiên Thần đỏ bừng mắt gật đầu, vâng, sư phụ. Một. Vương Bình Cô vừa đếm một số. Thả người. Diệp Bắc Minh trực tiếp buông tay, dứt khoát nhanh chóng. Soạt. Vương Bình Cô được tự do nhanh chóng lùi lại phía sau, về đến bên cạnh Vương Thiên Thần. Liền sau đó, bà ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ha ha ha. Diệp tông chủ, xem ra con bé này rất quan trọng với cậu. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bà muốn chơi gì? Giọng của Vương Bình Cô trở nên cực kỳ âm hiểm, trò chơi này rất đơn giản, tôi muốn Diệp tông chủ quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi là được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nếu tôi nói không thì sao? Không. Vương Bình Cô cười âm hiểm, Diệp tông chủ chắc rất quan tâm Mạc Đình Đình này phải không? Lật cổ tay. Trong tay Vương Bình Cô có thêm một con dao âm màu xanh. Một luồng khí tức có tính ăn mòn ập đến, kịch độc. Con dao găm này được làm từ răng độc của một con vua chuột, bị nó rạch một đao thì cả khuôn mặt sẽ nát. Tôi vẫn chưa thử nó có tác dụng hay không, không biết con dao này rạch xuống. Vương Bình Cô giơ con dao găm, lướt nhẹ trên khuôn mặt Mạc Đình Đình. Mạc Đình Đình sợ đến cơ thể run lên, hết sức gật đầu, anh Diệp. Đừng, Đình Đình vốn là thị nữ của anh, cái mạng hèn mọn. Cô im miệng. Vương Bình Cô quay đầu tát Mạc Đình Đình một cái, cô còn dám nhiều lời, tôi cắt cái mũi của cô trước. Quay đầu, nhìn sang vị trí của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu có quỷ không? Liền sau đó, Vương Bình Cô ngẩn người, cậu ta đâu? Diệp Bắc Minh lại biến mất tại chỗ. Xem mặt bà là sư phụ của Nhược Giai, tôi đã cho bà cơ hội. Tiếc là bà không nắm bắt. Sức mạnh của năm ngón tay bùng phát. Từ phần cổ trở lên của Vương Bình Cô hóa thành một màn xương máu tại chỗ. Cơ thể trực tiếp ngã xuống. Mất sinh cơ. Sư phụ. Vương Thiên Thần sợ đến hai chân mềm nhũ, đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Bắc Minh nghiền áp một quyền đến, Vương Thiên Thần hóa thành xương máu. Mày dám. Sức mặt của đám người thần cung lục đạo trở nên dữ tợn, đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, giết vào trong đám đông thần cung lục. Đà on. Trong tích tắc, tiếng kêu thảm vang lên dồn dập. Mười mấy hơi thở ngắn ngủi, mấy trăm người của thần cung lục đạo vốn không hề có sức phản kháng đều bỏ mạng. Việc này, suýt. Toàn bộ võ giả có mặt chố mắt, không nhịn được hít khí lạnh. Tanh máu. Quá tanh máu. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại tiêu diệt tất cả người của thần cung lục đạo trước mặt hơn ngàn tông môn. Trong lúc mọi người còn thộn mặt. Anh quay người ôm lấy bên hông Mạc Đình Đình, trở lại cổng của Thái Dương Tông, còn ai muốn nộp mạng không? Chỉ cần các người muốn chết, bản tông chủ bảo đảm đáp ứng các người. Ba chữ thiên sát môn dường như có ma lực. Mấy triệu người. Mở to con mắt nhìn chằm chằm thanh niên vừa lên tiếng. Dường như ngừng hít thở và tim ngừng đập. Rất nhiều ông lão đều nhảy ra, trừng to con mắt, thiên sát môn. Tông môn tàn sát trong truyền thuyết thực sự tồn tại sao? Làm sao có thể? Có thanh niên hỏi, thiên sát môn này rất nổi tiếng hả? Một vài lão quái vật đều gật đầu, đâu chỉ là nổi tiếng, mà đúng là khủng bố, người nào cũng tỏ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Thiên sát môn cực kỳ tín ngưỡng đạo tàn sát, nghe nói ngoại trừ trời và đất không thể giết, thì sẽ giết hết những vật có thể giết trên đời. Nhưng họ đã biến mất hơn mấy triệu năm, sao bỗng nhiên xuất hiện rồi? Euro ó thanh niên không tin, quá khoa trương rồi đấy. Giết hết mọi thứ có thể giết trên thế gian ngoại trừ trời đất. Ông lão vừa nói nheo mắt, cậu nghĩ một người bình thường có thể gia nhập thiên sát môn sao? Điều kiện đầu tiên để gia nhập thiên sát môn, giết chết bố mẹ của mình. Suýt, các võ giả xung quanh đều hít khí lạnh. Giết bố mẹ của mình. Có thể làm được đến mức này đúng là kẻ độc ác. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài Thái Dương Tông dường như hạ thấp mấy phần. Diệp Bắc Minh nhìn thanh niên của thiên sát môn, trong lòng hơi ngạc nhiên, tiểu tháp, sát khí cường mạnh quá. Kẻ này là kẻ có sát khí nặng nhất trong tất cả võ giả tôi từng gặp, thậm chí còn không phân được cao thấp với sát khí trên người tôi. Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cậu nhóc, sát khí trên người hắn nặng không có nghĩa hắn đã giết nhiều người. Mà là sát tâm của hắn rất nặng, nặng hơn vô số lần so với sát tâm của cậu. Diệp Bắc Minh ngẩn người, sát tâm nặng nề. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, đúng thế,
Thiên sát môn có thể giết tất cả mọi thứ có thể giết trên thế gian, ngay cả bố mẹ của mình cũng giết, cậu có thể làm được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng nói bố mẹ, ngay cả giết bạn bè, tôi cũng không làm được. Vậy thì đúng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, đã như vậy, đạo tàn sát của cậu chỉ là giết nhiều người. Diệp Bắc Minh đang nói chuyện với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nên không phản ứng gì. Người thanh niên của Thiên Sát Môn còn nghĩ Diệp Bắc Minh bị dọa sợ bởi ba chữ Thiên Sát Môn. Suy nghĩ kỹ lại cũng phải, không có ai nghe thấy ba chữ Thiên Sát Môn mà không sợ hãi. Không ai hết. Nhóc con, mày nhớ kỹ. Giọng của thanh niên Thiên Sát Môn không hề dao động. Thứ nhất, Thái Dương Tông có thể là thiên hạ đệ nhị sát tông, đệ tam sát tông. Chỉ cần không phải đệ nhất, Thiên Sát Môn chúng tôi cũng không có ý kiến. Duy nhất không thể là đệ nhất. Thứ hai, tất cả người của Thái Dương Tông tự phế võ công, tự chặt một cánh tay. Thứ ba, Tông chủ Thái Dương Tông tuyên bố Thái Dương Tông không phải là thiên hạ đệ nhất Tông, tự sát tạ tội. Chỉ cần mày làm được ba điều này, tao sẽ quay người đi ngay, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, giết. Diệp Bắc Minh cười, tao cầu được giết đấy. Được, tao đáp ứng cho mày. Thanh niên của Thiên Sát Môn gật đầu. Trong tích tắc. Cả bầu trời bỗng biến sắc, một luồng khí tàn sát như con đao bùng phát. Xoẹt! Khí tàn sát gần như áp sát cổ họng của Diệp Bắc Minh, lóe lên rồi vụt tắt, nếu không phải anh phản ứng nhanh tránh được đòn này. Thì chắc chắn sẽ bị một đao lướt cổ họng. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, tốc độ nhanh quái. Thanh niên Thiên Sát Môn dậm chân, lại bỗng hóa thành mười mấy bóng người giống nhau lần lượt bỏ chạy về mười mấy hướng. Chỉ là trò vặt. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Bước ra một bước. Khi một bóng người trong đó dẫm chân xuống. Phập. Cơ thể của thanh niên Thiên Sát Môn đập xuống đất như sao băng. Bản thể bị đánh trúng, mười mấy phân thân còn lại lập tức tan biến. Mày có thể phát hiện ra tao? Làm sao có thể? Cuối cùng trên mặt thanh niên Thiên Sát Môn lóe lên tia chấn kinh. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói đi, rốt cuộc Thiên Sát Môn có nguồn gốc thế nào? Thanh niên Thiên Sát Môn cười quỷ dị. Diệp Bắc Minh, tao chỉ là kẻ giết người cấp thấp nhất trong Thiên Sát Môn. Mày dám tự xưng thiên hạ đệ nhất sát tông, thì đã chắc chắn phải diệt vọng. Tao ở dưới đợi mày. Vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh như cảm nhận được điều gì, nhanh chóng lùi lại. Lập tức về đến trong trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông. Âm ở mi. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, trước mắt dâng lên một đám mây nấm khủng bố, thanh niên Thiên Sát Môn lại tự hủy. Bên ngoài Thái Dương Tông, ít nhất có mấy vạn võ giả bỏ mạng tại chỗ. Thái Dương Tông đã bị Thiên Sát Môn nhằm vào, mau đi thôi. Nơi này không thể ở lại, đừng để bị Thiên Sát Môn ghi thù. Mau rút đi, rút. Hơn ngàn tông môn như nhìn thấy ma, dưới tác dụng của ba chữ Thiên Sát Môn, liên minh diệt Diệp lập tức tan rẽ. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cau chặt mày. Thiên Sát Môn này, hình như còn khủng bố hơn anh tưởng tượng. Cùng lúc đó ở một phân đà của Thiên Sát Môn, một bóng người từ bóng tối đến, để lại một mảnh giấy rồi quay người rời đi. Một bóng người khác ngồi trước bàn gỗ đơn sơ mở mảnh giấy ra xem L. Bên trên có một số thứ tự, phía dưới vẽ chữ X lớn. Kẻ giết người số 16 chết rồi. Phía dưới còn có một cái tên khác, Diệp Bắc Minh, Tông chủ Thái Dương Tông. Thiên hạ đệ nhất sát tông. Ha hai. Hơn ngàn tông môn lập tức rút về. Toàn cảnh vô cùng hùng tráng. Anh giết liền một lúc hơn triệu người cũng không thể trấn áp được những tông môn này, còn Thiên Sát Môn chỉ dùng ba chữ đã dọa sợ hơn trăm tông môn rút lui. Thiên Sát Môn thực sự khủng bố đến thế không? Diệp Bắc Minh giữ thái độ hoài nghi. Khủng bố, đâu chỉ là khủng bố. Phía sau vang lên giọng của Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh quay đầu, ồ, chẳng lẽ thực lực của Thiên Sát Môn còn cường mạnh hơn ngàn tông môn? Tiêu Vô Tướng giải thích, chủ nhân, thế lực của Thiên Sát Môn cường mạnh thế nào, thuộc hạ không biết. Nhưng sự khủng bố của Thiên Sát Môn chắc chắn không thể tưởng tượng, đã từng có một tông môn thế lực tương đương với thần cung lục đạo bị thiên lệnh sát truy nãi. Trong vòng 7 ngày, các lãnh đạo cấp cao của tông môn này liên tiếp bị ám sát, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cảnh giới thần hoàng cũng chết ở nơi ông ta bế quan. Còn nữa, quốc chủ của một thần quốc từng chế nhạo Thiên Sát Môn. Trong một tháng thần quốc đó bị hủy diệt hoàn toàn. Những việc tương tự như vậy có rất nhiều. Vương Yên Nhi tỏ vẻ mặt kỳ lạ, tại sao đều là những thế lực chủ động chọc vào Thiên Sát Môn bị diệt.
Tiêu Vô Tướng đang định trả lời, do dự một lúc nhìn sang Diệp Bắc Minh, chắc chủ nhân biết tại sao chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, vì các võ giả khác sau khi bị Thiên Sát Môn giết, không thể truyền tin đi. Chủ nhân thông minh, Tiêu Vô Tướng khen một câu. Diệp Bắc Minh hỏi, theo ông biết, Thiên Sát Môn từng giết võ giả cảnh giới cao nhất là gì? Tiêu Vô Tướng suy nghĩ một lát, tổ cảnh, tổ cảnh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm trọng ba phần, tiểu tháp, lúc tôi ở Thái Dương Tông có thể bảo vệ tông môn không cần phải lo. Một khi tôi có việc ra ngoài, thì Thiên Sát Môn này đúng là một sự uy hiếp. Thái Dương Tông cần một tốp đệ tử, nhưng tình hình hiện nay sợ rằng không ai dám gia nhập Thái Dương Tông. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, cậu nhóc, cậu quên tiểu đội sát thần của cậu rồi à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, tiểu đội sát thần. Đúng thế. Ban đầu anh thành lập tiểu đội sát thần, tất cả giao cho Vạn Lăng Phong toàn quyền xử lý. Vì kẻ địch mà anh phải đối diện có cảnh giới quá cao, tiểu đội sát thần vẫn luôn chưa được dùng đến. Kết quả chỉ mai phục, thăm dò tin tức, không chừng tiểu đội sát thần có hiệu quả. Cùng là sát thủ, đi con đường tàn sát. Diệp Bắc Minh không nghĩ chủ tàn kém hơn Thiên Sát Môn. Không biết Vạn Lăng Phong bồi dưỡng họ thế nào rồi. Tiểu tháp, có thể tìm được tung tích của Vạn Lăng Phong không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm ngâm một lát, mới từ từ nói, ông ta ở thế giới Tam Thiên. Xem ra phải đến thế giới Tam Thiên một chuyến. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh nhìn sang Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng, nếu tôi muốn rời khỏi thần giới, đến thế giới cấp thấp hơn thì có cách gì không? Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng quay sang nhìn nhau. Cậu Diệp, chẳng lẽ cậu muốn về huyền giới lánh nạn ư? Chủ nhân muốn về huyền giới sao? Tiêu Vô Tướng hơi thất vọng. Hai người đều nghĩ Diệp Bắc Minh kiêng sợ Thiên Sát Môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không phải huyền giới, tôi có chút chuyện phải xử lý nên phải về một chuyến. Tiêu Vô Tướng hiểu ra, các thần tông đều có năng lực mở truyền tống trận đến hạ giới, nhưng chủ nhân, cậu đã đắc tội với quá nhiều tông môn. Chắc chắn họ không muốn cho cậu mượn truyền tống trận, tôi có cách. Giọng của Vương Yên Nhi vang lên, tôi có một người bạn, là công chúa của Thần Quốc Hư Không. Thần Quốc Hư Không chuyên nghiên cứu truyền tống trận, hơn nữa nghe nói sâu trong Hoàng Cung còn có truyền tống trận có thể trực tiếp đến lãnh vực yêu tộc. Nếu tôi ra mặt, vị công chúa đó có lẽ sẽ giúp cậu lý một lần. Diệp Bắc Minh chắp tay, cảm ơn cô Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.